Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 553. Lẽ nào Thần Lâm đã thực sự cải tạo được tình nó Bạch Liên, tăng cường cho nó đến mức khi nó có thể phát động hai lần sao? Đàm Ngôn nghĩ đến đây không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Nếu đúng là vậy thì chẳng phải ông ta vẫn luôn đối đầu với Lâm Minh trên mũi đao sao? Nhưng tại sao cậu ta lại không phát động lần thứ hai để giết ông ta chứ? Lẽ nào cậu ta đang phòng bị đạo chủ sao? Đại Mạc Quân cảm thấy da đầu tê dại. Thả nào người này dám ngưng ngang đến đây? Hóa ra vũ khí trong tay cậu ta vẫn còn dùng tiếp được. Có lẽ tình thế Bạch Liên không giết chết được đạo chủ, nhưng có thể khiến Thiên Ma Đạo tan rã sụp đổ. E rằng uy năng của tình thế Bạch Liên khi giết chết đám người ngạo ma không phải là toàn bộ sức mạnh của nó, mà còn được Thần Lâm giấu bớt đi. Đối phó với ông ta thì chỉ cần dựa vào thanh kiếm kỹ thuật cao kia là đủ rồi. Từ đầu tới cuối anh đều nắm con át chủ bài. Đại Mạc Quân trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi. Hóa ra từ đầu đến giờ ông ta chỉ là một tên lâu la, người ta giết được thì giết, không giết được thì thôi. Thần Lâm không hề coi Đại Mạc Quân ông ta là ra gì. Tăng cường tu luyện, đại chủ lại đánh ra bốn chữ. Sau đó khi ý nghịch thiên bao trùm nơi này dần dần tan biến, Đại Mạc Quân quỳ sụp xuống đất, đôi mắt nhỏ dòng lệ máu. Bên ngoài Thiên Ma Đạo, khi ngồi lên xe rời khỏi đây, Mã Tắc Thông mới buồn rũn tay chân ngồi im một chỗ không động đại tiếng nào. Cô ta cảm giác như mình mới đi một vòng ở quỷ môn quan. Không sao chứ? Lê Minh châm một điếu thuốc miếng rồi hỏi. Thầy Lê Lâm, cậu có biết mình đang làm gì không? Chúng ta suýt nữa thì mất mạng ở đó rồi. Mã Tắc Thông bỗng mạnh phát sang trừng mắt nhìn Lê Minh. Ngay cả đạo chủ cũng bị kinh động. Cậu biết như vậy có nghĩa là gì không? Nếu đạo chủ ra tay thì trên đời này không ai có thể cứu được hai chúng ta. Chúng ta sẽ chết không toàn thây. Nhưng chẳng phải là chủ không ra tay sao? Lâm Minh cười nói. Anh vừa dứt lời, Mã Tắc Hồng liền khựng lại, nhíu mày nhìn Lâm Minh. Tại sao đạo chủ lại không ra tay chứ? Có phải là liên quan đến cậu không? Đúng. Sao cậu làm được điều này chứ? Sao cậu có thể khiến đạo chủ không giết cậu chứ? Mã Tắc Hồng hít vào một hơi không khí lạnh, cảm thấy vô cùng khó tin. Lâm Minh mỉm cười, lấy tên Bạch Liên đặt trước mặt Mã Tắc Hồng. Chẳng phải thứ này tạm thời không dùng được nữa sao? Mã Tắc Hồng sửng sốt nói. Ai bảo thế? Lâm Minh thốt ra đúng ba chữ. Mã Tắc Hồng sừng sốt, ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng lẽ thứ này vẫn có thể sử dụng liên tục sao? Đội nghiên cứu của tôi đã cải tạo và tăng cường tính thức Bạch Liên, thay thế một số vật liệu cũ bên trong đó, đồng thời sử dụng vật liệu nano tiên tiến nhất. Độ mạnh của nó đã vượt xa nguyên bản trước kia. Tính thức Bạch Liên này không những có thể liên tục sử dụng hai lần, mà năng lượng nó phát ra và lực khóa phá hoại của nó cũng hơn trước kia mấy chục lần. Lâm Minh cười đáp. Mấy chục lần sao? Đó là khái niệm sức mạnh gì chứ? Mã Tắc Hồng mở to hai mắt lắp bắp nổi. Nó đơn giản là dịch trừ một nửa Thiên Ma Đạo cũng thành vấn đề. Lâm Minh cười đáp. Mã Tắc Hồng sững sờ, cô ta há miệng, mắt tròn xoe, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Minh một lúc lâu không lên tiếng. Một nửa Ma Đạo sao? Chẳng trách đạo chủ để Lâm Minh thoải mái rời đi, còn chẳng trách Lâm Minh dám hiên ngang đại náo trong Thiên Ma Đạo như vậy. Có thể Bạch Liên phiên bản tăng cường, Lâm Minh còn gì phải lo lắng chứ? Nếu ép anh quá, anh cho nổ một nửa Thiên Ma Đạo tâm huyết bao nhiêu năm của đạo chủ chẳng phải sẽ bị hủy diệt sao? Ông ta không nhất thiết phải dùng một nửa Thiên Ma Đạo đổi lấy mạng Lâm Minh. Xem ra là tôi lo lắng suông rồi. Có vật này cậu thậm chí có thể đe dọa được đạo chủ. Thần Lâm, tôi đánh giá thấp cậu rồi. Mã Tắc Hồng hít sâu một hơi nói ra. Ánh mắt cô ta lấy đến tia sáng kỳ dị. Không biết vì sao cô ta cảm thấy người trước mắt này cực kỳ đáng sợ. Thật ra lo lắng vẫn rất cần thiết. Lúc này Lâm Minh dập tắt đầu thuốc lá, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Sao? Mã Tắc Hồng sửng sốt nhìn anh. Vì thực lực của đạo chủ vừa xa tưởng tượng của tôi đoán có thể tình thế Bạch Liên không đối phó được với ông ta. Mã Tắc Hồng im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tôi ở Thiên Ma Đạo lâu như vậy cũng chỉ từng gặp đạo chủ đúng một lần. Nói thật, đạo chủ tôi cho tôi cảm giác giống như thần linh vậy. Những chuyện như giờ đứa lớp biển biến thứ mục nát thành vật thần kỳ trong thần thoại đối với mấy mà nói đều không phải là chuyện khó. Trước khi gặp được ông ấy, tôi là người vô thần. Thiên Ma Đạo trong nhận thức của tôi chỉ là một tổ chức võ thuật bậc cao tân tiến mà thôi. Nhưng sau khi tôi gặp ông ấy, tôi cảm thấy nhận thức của tôi hoàn toàn sai lầm. Có lẽ thế giới này thực sự có thần linh. Nếu có, vậy thì chắc chắn phải là ông ấy. Đối thủ này rất khó đối phó. Hơn nữa, tôi có dự cảm ông ta sẽ không từ bỏ tại đây. Mặc dù tình thế Bạch Liên không thể tiêu diệt được ông ta, nhưng sẽ tạo thành uy hiếp với ông ta. Nhất là chuyện hôm nay đã đe dọa nghiêm trọng đến Thiên Ma Đạo. Có lẽ lần này tôi ngăn chặn Thiên Ma Đạo tấn công và giành thành công, nhưng sẽ có một ngày Thiên Ma Đạo tìm tới cửa, và khi ngày đó đến thì cũng sẽ là ngày vị đạo chủ đó đích thân ra tay.
là mình cười khổ. Mã Tác Động nghe vậy lập tức ngất xỉu, một lúc sau mới tỉnh lại. Nếu người đó thật sự đến, tôi nhất định sẽ chặt đầu cậu xuống tạ tội với đạo chủ. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi giữ tôi nói, vậy thì hy vọng cô hãy cầu khẩn đạo chủ của cô tha thứ cho cô đi. Lâm Minh cười ha hả, đạp chân ga về đến Giang Thành. Cuồng Đao cũng dẫn theo đám người về hỏa rời khỏi Thiên Ma Đạo, trở về Giang Thành. Tổng thể mà nói, chuyến đi này có thể xem như khá thuận lợi. Lâm Minh cũng đã đạt được mục đích của mình. Trong thời gian ngắn, Thiên Ma Đạo nhất định sẽ không đến gây hấn nữa. Lần này Thiên Ma Đạo mất đi nhiều ma quân như vậy, nội bộ chắc chắn đại loạn, nguyên khí đại thương, đối với họ mất một thời gian để hồi phục. Nhưng nhân vật như đạo chủ khiến Lâm Minh cảm thấy lo lắng. Mặc dù anh chưa giao đấu chính diện với đạo chủ, nhưng chỉ dựa vào giọng nói anh cũng có thể phán đoán được chắc chắn mình không phải là đối thủ của ông ta. E rằng ngay cả một chiêu cũng đỡ nổi, nhất định phải loại bỏ mối uy hiếp này. Mà nhân vật ở đẳng cấp như vậy tất nhiên phải có tính kế lâu dài. Là mình tin rằng anh và Thiên Ma Đạo sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Trận chiến đó giữa anh và Thiên Ma Đạo chỉ có một bên còn có thể sống sót. Nhưng bây giờ là mình không có thời gian quan tâm đến Thiên Ma Đạo. Anh vừa về đến Giang Thành, Mã Hải và Từ Thiên đã nhanh chân chạy tới gặp anh. Chủ tịch Lâm, cậu bình yên trở về thực sự tốt quá rồi. Tình hình thế nào rồi? Lâm Minh hỏi. Không khả quan, người chúng ta phá đi cái giỏ thần loại tôn giả để bị ông ta phát hiện ra. Hơn nữa, tất cả đều không thoát khỏi được kiếp nạn, chúng phải độc thủ ông ta. Theo tin tức mà người chúng ta dùng mạng sống để lấy được, có vẻ thần loại tôn giả đã tìm được chí bảo khắc chế từ Thế Bạch Điên. Ông ta đã bắt đầu khai quật, các nhà phân tích của chúng ta phân tích tổng hợp theo các nhân tố như hoàn cảnh, nhân lực, đưa ra phán đoán thần hỏa tôn giả có lẽ sẽ đào được chí bảo đó lên trong vòng 2 ngày nữa. Mà hãy cầm sắp tài liệu nghiêm túc nói. Là mình nhận lấy tài liệu, nhanh chóng mở ra xem với mặt vô cùng trầm trọng. Vậy xem ra thời gian chúng ta không còn nhiều. Chủ tịch Lâm, bây giờ nên làm thế nào? Lúc này đi ngăn cản e là không kịp nữa rồi. Từ Thiên nói ra, không kịp cũng phải đi, mà sắp xếp chuyên cơ nhanh chóng đến chỗ thần hỏa tôn giả, không tiếc bất cứ giá nào cướp nó về. Khi cần thiết tôi sẽ dùng Bạch Liên giết ông ta. Lâm Minh lại đùng nói ra, thần Lâm, tôi khuyên cậu đừng làm như vậy. Nếu cậu sử dụng Bạch Liên với thần hỏa tôn giả, Thiên Ma Đạo biết sẽ biết tin. Lúc đó tất cả sức mạnh Thiên Ma Đạo sẽ được tập kết trong thời gian ngắn nhất, phát động tấn công đối với cậu. Không còn sự uy hiếp của Bạch Liên, cậu không chống được đối sức mạnh Thiên Ma Đạo. Nếu đạo chủ ra trận, cậu sẽ biến thành cát bụi rơi đầy đất. Mã Thác Động vừa mới được chữa trị xong, hạ giọng nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Từ Thiên, mau đi sắp xếp đi. Lâm Minh nói ra. Từ Thiên nghiến răng lập tức gật đầu quay người chạy đi. Không được. Đúng lúc này thần hỏa thánh nữ chạy vào phòng họp hét lớn. Từ Thiên ngạc nhiên, Lâm Minh quay đầu lại. Thánh nữ đại nhân có cảm kiến gì sao? Lâm Minh hỏi. Thầy Đại Lâm, có lẽ đây là âm mưu của tôn giả. Có lẽ ông ta đã lấy được thần vật khắc chế Bạch Liên, chỉ đợi anh đến tự chui đầu vào lưới. Nếu anh đi thì sẽ bị ông ta hại chết, không được đi. Thần hỏa thánh nữ sốt sắng nói ra. Vì sao chứ? Lâm Minh ngạc nhiên. Tôi không biết nên nói thế nào. Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Tóm lại anh không được đi, nếu không nhất định sẽ có chuyện đó. Thần hỏa thánh nữ lắp bắp nhỏ giọng nói. Là mình nhíu mày nhìn thần hỏa thánh nữ một lúc lâu, ngay từ đó hạ thấp giọng. Thánh nữ đại nhân, có phải cô còn có điều gì đó giấu tôi hay không? Nghe vậy vẻ mặt thần hỏa thánh nữ lập tức cứng đờ. Cô ta cho dự thần trong tác, ngay sau đó nói ra. Thần đại lâm, thực ra tình hình nghiêm trọng hơn các người tưởng tượng nhiều. Thần hỏa tôn giả chung quy cũng là chủ nhân đã thần hỏa. Tôi và các đệ tử trên đã thần hỏa để được ông ta ban ơn tu luyện trưởng thành dưới gối ông ta. Trong tay thần hỏa tôn giả rốt cục nắm giữ cái gì không ai có thể biết rõ. Theo sự suy đoán của tôi, thần hỏa tôn giả khả năng cao đã có được thứ có thể giúp ông ta tìm được thần vật khắc chế từ Đế Bạch Điên. Nếu tôi đã không nhầm, thực ra thần hỏa tôn giả đã có được thần vật đó, có thể ông ta giả vờ là chưa tìm thấy để anh rồi khỏi Giang Thành đi ngăn cản ông ta. Nếu anh đi thì sẽ mắc bẫy ông ta. Là mình nhớ mày. Người xung quanh nghe vậy sắc mặt đều xám xịt. Nói như vậy, thần hỏa tôn giả rất có khả năng để lấy được thứ đó sao? Từ Thiên lẩm bẩm. Nếu vậy chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Cho dù chúng ta không đi, e rằng không lâu nữa ông ta cũng sẽ chạy tới Giang Thành tìm chúng ta tính sổ. Thay vì ngồi đợi không đợi chết, chi bằng chủ động ra tay. Tôi tức giả nói ra. Nhưng bây giờ thần hỏa tôn giả chỉ muốn chúng ta đi tìm ông ta. Nếu ông ta đặt bẫy mai phục thì chẳng phải chúng ta sẽ chui đầu vào lưới sao? Tạ Tùng Dương nói ra. Vậy ông nói xem phải làm thế nào đây? Từ Thiên hỏi. Tạ Tùng Dương không lên tiếng. Mọi người đều phiền não. Lâm Minh cũng rối rắm, hạ mi mắt suy tư. Im lặng như vậy một lúc lâu, Lâm Minh mới hít vào một hơi. Tôi đi đến đó một chuyến, mặc kệ thế nào, cứ do thám thật hư của thần hỏa tôn giả trước đã. Thần Lâm, những người còn lại tỏ ra nôn nóng. Chủ tịch Lâm, cậu không được đi, nên phái người khác đi thì hơn. Nếu còn có mệnh lệnh gì thì chúng tôi phải làm sao đây? Mãi sốt ruột nói.
là mình im lặng, anh cũng không biết nên trả lời Mã Hải thế nào. Đến lúc đó, Tạ Tùng Dương đột nhiên nói, Phần Lâm, có lẽ chúng ta có thể làm thế này. Chúng ta không cần thiết phải đi đến vùng cực hàn. Vì sao không đến điểm giáp tranh từ vùng cực hàn quay về Long Quốc để chặn đường Thần Hỏa Tôn giả chứ? Ý ông là, mặc kệ ông ta có mai phục hay không, chúng ta tạm thời xem như ông ta đã mai phục, chúng ta không đi là được rồi. Thay vào đó, hãy mai phục ở một nơi trên đường ông ta quay về Long Quốc. Đây gọi là dùng gậy ông đập lưng ông. Tôi đoán Thần Hỏa Tôn giả không nghĩ tới đâu. Tạ Tùng Dương nói ra, ngay vậy Lâm Minh sáng bắt trên không ngừng gật đầu. Ý ông rất hay, Tạ Tùng Dương có thể thực thi đó. Nhưng bẫy bình thường e là không làm gì được Thần Hỏa Tôn giả. Thật là ông ta thế nào các vị cũng biết. Tên toàn khi mà đạo e rằng chỉ có đạo chủ mới thể đối địch. Dù là đại ma quân cũng chỉ chắc có thể thắng được ông ta. Nếu thần thánh Bạch Liên không có tác dụng, chúng ta lấy gì đối kháng với ông ta chứ? Thần Hỏa Thánh Nữ nói ra, vẻ mặt mọi người lại trở nên khó coi. Nếu muốn đặt bẫy, vậy thì phải đặt cái bẫy nào thật lớn. Lúc này Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng. Lớn sao? Mọi người nhìn nhau không hiểu ra sao. Hãy gọi Từ Chính đến đây cho tôi muốn bàn bạc với anh ta. Lâm Minh nói, vâng, tôi tịch Lâm, mà hãy chạy ra ngoài. Mọi người về trước đi. Lâm Minh đuổi những người khác đi. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng tiện hỏi nhiều. Sau khi chào tạm biệt Lâm Minh thì rời khỏi phòng họp. Không lâu sau, Từ Chính thở hổn chạy vào phòng họp. Chủ tịch Lâm, anh tìm tôi có việc gì? Là Từ Chính lau mồ hôi hỏi ra. Lâm Minh liếc nhìn anh ta, lấy một lọ sứ nhỏ đặt trên bàn. Đây là thuốc cố bản bồi nguyên do tôi định chế, anh hãy mang về cho đội nghiên cứu anh uống đi. Hả? Từ Chính biến sắc hơi kiêng dè. Yên tâm, thuốc này không phải thuốc độc, không có tác dụng phụ gì với cơ thể người. Tôi thấy anh đi đường ngắn đã thở dốc, cảm thấy cơ thể anh và đồ của anh không được tốt lắm, cho nên mới giúp các anh cải thiện xương cốt. Là mình giờ khóc giờ cười. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chính thở vào một hơi cười đáp, các anh thường xuyên ở trong phòng nghiên cứu, ít rèn luyện hơn nữa, tiếp xúc với những thứ gây độc hại nhất định cho cơ thể. Đang dịp này có thể giúp các anh hóa giải bớt, tăng cường thể chất cho các anh. Các anh uống vào, ngày mai nhất định sẽ khỏe như trâu đó. Lâm Minh cười nói, thuốc chủ tịch Lâm, nghìn vàng khó mua, cảm ơn chủ tịch Lâm. Tờ chính kích động là vội vàng cất lọ sứ đi, sau đó nói, chủ tịch Lâm, anh còn chuyện gì khác không? Không có thì tôi về đây. Anh đợi đã, tôi có chuyện muốn nói rõ với anh một chút. Chuyện gì chứ? Tôi hỏi anh, có thứ gì đó có thể phá hỏng thứ cứng nhất trên thế giới hay không? Thứ cứng nhất trên thế giới này sao? Tờ chính ngạc nhiên hỏi, chủ tịch Lâm, anh đang nói đến thứ gì chứ? Lấy ví dụ, tôi nói cơ thể tôi. Là mình lấy một con dao gọt hoa quả bên cạnh đâm thẳng vào ngực. Hả? Tờ chính sợ hãi kêu lên, nhưng con dao gọt hoa quả đâm vào cơ thể Lâm Minh lại bị gãy, còn cơ thể anh thì không tổn hại gì. Tờ chính sửng sốt, tôi dùng khí kình bao phủ toàn thân, hơn nữa còn xếp chồng lên nhau kết hợp với năng lượng trong cơ thể, nhất độ mạnh xác thịt đã đến cảnh giới cực cao trong võ học. Cảnh giới thể xác của tôi được gọi là cơ thể võ thần. Cơ thể tôi không sợ súng đạn kiếm mà anh nghiên cứu ra đưa cho tôi có thể phá nó, nhưng rất phí sức. Cho nên thật lâm, anh đang muốn tôi nghiên cứu ra một loại vũ khí có thể dễ dàng cắt được thứ có độ cứng giống như cơ thể anh sao? Không phải, tôi muốn anh nghiên cứu vũ khí mạnh gấp trăm lần, có thể dễ dàng cắt rách da thịt tôi. Là mình nghiêm túc nói. Tôi tính sửng sốt, tôi đã liên tục lắc đầu cười chua chát. Chủ tịch Lâm, anh làm khó tôi rồi đó. Thật ra thanh kiếm đó sắc bén như vậy là nhờ vào những vật liệu mà anh cho tôi. Không có những vật liệu quý hiếm đó, tôi không tạo ra được thanh kiếm như vậy. Tôi sẽ cung cấp cho anh bất cứ vật liệu nào anh cần, anh phải làm được. Là mình nghiêm túc nói. Tôi đứng ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, thấy ánh mắt anh nhìn chuyên chú, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy được, tôi thể xử xem sao. Tôi cho anh thời gian 2 ngày. 2 ngày sau, tôi đứng ngạc nhiên vội vàng xua tay. Chứ tôi Lâm không thể đâu, 2 ngày chắc chắn không thể hoàn thành. Anh làm vậy chẳng phải là làm khó tôi sao? Lâm Minh hít sâu một hơi, im lặng một lúc, nhớ chồng nói. Tôi chính, tôi biết 2 ngày thì rất gấp, nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Nếu trong 2 ngày anh không làm được, không những tôi phải chết, mà cái chân thành cũng sẽ bị hủy diệt. Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi đến kinh ngạc. Tình hình còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nhiều đó. Cái này, tôi chính nhớ mà suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói. Chủ tịch Lâm, tôi đành tận lực thôi. Anh cần thứ gì tôi đều có thể đáp ứng với anh. Việc nghiên cứu trong 2 ngày này sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc chi phí. Anh cần người như thế nào giúp anh cứ việc nói. Là mình nghiêm túc nói ra. Tường là của Giang Thành, chỉ là đặt lên một người Từ Chính mà thôi. Mặc dù Từ Chính chỉ là đội nghiên cứu Lâm Minh mời tới, nhưng anh ta cũng có tìm hiểu một chút về Lâm Minh. Biết nhân vật Lâm Minh phải đối phó không phải là người mà thế giới thế tục có thể tưởng tượng được. Thế là mình trịnh trọng như vậy, Từ Chính cũng trịnh trọng gật đầu. Chủ tịch Lâm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì nhờ cả bạn đấy. Thực ra lúc anh nói muốn chế tạo ra một vũ khí có độ mạnh gấp trăm lần có thể phá hoại cơ thể anh, trong lòng tôi đã có một giả thiết.
đó là xây dựng một lò phản ứng cỡ nhỏ hóa giải sức mạnh tương ứng, chế tạo một vũ khí xung điện từ chùm ion. Theo lý mà nói, chỉ cần năng lượng hóa giải của lò phản ứng càng lớn thì lực xuyên thấu của vũ khí xung điện từ chùm ion cũng càng mạnh. Chỉ cần có đủ công suất thì trên thế giới này không có gì là không thể phá hoại, Tờ Chính nói ra. Vậy thì chế tạo ngay đi, Lâm Minh mừng rỡ vừa nói, nhưng Tờ Chính lại cười gượng. Chủ tịch Lâm, tôi đâu thể hiểu hết công nghệ cấp bậc này. Tôi và đội nghiên cứu của tôi không chuyên về phương diện này. Nếu để chúng tôi làm, trong 2 ngày chắc chắn sẽ không thể hoàn thành. Vậy thì phải làm sao đây? Là mình nhíu mày hỏi. Tôi cần có người hỗ trợ có lẽ sẽ chế tạo được vũ khí xung điện từ chùm ion trong vòng 2 ngày. Nhưng thân phận người đó rất cao, thường sẽ không hỗ trợ người khác. Chỉ sợ chúng ta muốn mời ông đây đến cũng rất khó. Tờ Chính nói ra, người đó là ai? Một thiên tài vừa mới từ nước ngoài trở về. Ngài nói, chính phủ Long Quốc dùng số tiền lớn để mời ông ấy trở về, nhưng đã bị ông ấy từ chối. Con người ông ấy chỉ thích nghiên cứu khoa học tại nhà, không thích bất cứ ai làm phiền. Tôi không biết anh có thể mời được ông ấy hay không. Tên người đó, ông ấy tên là Tiết Cường. Có thể anh chưa nghe tới, hay là tôi cử người đi nói chuyện với ông ấy trước thử xem. Tờ Chính nói ra, tên gì chứ? Tiết Cường sao? Là mình nhớ mày, cảm thấy cái tên này mình từng nghe qua ở đâu đó. Chẳng lâu sau, anh đã nhớ ra, hình như trên núi Vân Đoan, anh đã cứu con gái của một đôi vợ chồng, người chồng tên là Tiết Cường. Chủ tịch Lâm biết người đó sao? Tờ Chính hỏi. Tôi không biết, trên đời này có rất nhiều người tên Tiết Cường. Tôi cũng không rõ người mà tôi quen biết có phải người mà anh nói tới hay không. Tôi có danh thiếp của ông ta, có lẽ chỉ là trùng tên. Chủ tịch Lâm, anh có thể cho tôi xem danh thiếp đó hay không? Anh chờ một chút. Lâm Minh nói, quay người rời đi. Một lúc sau thì đem tấm danh thiếp của Tiết Cường tới. Tờ Chính xem qua không khỏi bật cười. Chủ tịch Lâm, danh thiếp này chỉ có một cái tên và một số điện thoại, không có giới thiệu gì cả. Sao mà biết được người này là ai chứ? Tôi thấy đây chắc chắn chỉ là trùng tên. Có phải trùng tên hay không, gọi một cú điện thoại hỏi là biết ngay. Là mình lấy điện thoại ra, nhập số trên danh thiếp gọi đi. Tờ Chính cười khổ lắc đầu không để tâm. Chẳng lâu sau, điện thoại được kết nối, bên trong vang lên giọng nói nghi hoặc. Ai thế? Là Tiết Cường phải không? Tôi là Thần Lâm ở Giang Thành. Là mình nói ra, cái gì? Thần Lâm ở Giang Thành sao? Ân Nhân là cậu sao? Cậu có việc gì không? Tiết Cường kích động sốt sắng nói. À, có thật, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông biết làm cái gì mà vũ khí xung điện từ chùm ion không? Lâm Minh hỏi. Tờ Chính không khỏi bật cười, chỉ sợ người ta còn chưa nghe tới cái tên này, đừng nói là làm, chắc chắn chỉ là trùng tên, anh ta thầm nghĩ. Nhưng lát sau, Tiết Cường ở đầu bên cái điện thoại đột nhiên thốt ra một chữ, biết. Cái gì? Tờ Chính nghe như sẽ đánh ngang tai, đứng sững sờ. Là tôi hy vọng trong 2 ngày ông có thể giúp tôi tạo ra được một thứ như súng laser ion. Đương nhiên tôi sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất cho ông. Ông Tiết, không biết ông có làm được không? Lâm Minh hỏi. Tôi cần một lượng lớn nguyên vật liệu và máy móc, tôi sẽ liệt kê danh sách cho cậu, cậu chuẩn bị nhanh giúp tôi. Yên tâm, những thứ ông cần tôi đều có. Nếu như ông đồng ý giúp tôi thì mời ông tới học viện, hoặc là ông báo địa chỉ, tôi cứ người đi đón ông. Thời gian 2 ngày rất gấp gáp, tôi không ở Giang Thành, nếu mọi người tới đón thì sẽ chậm trễ mất. Để tôi tới Giang Thành, vừa hay con gái tôi cũng muốn cứ gặp cậu, lần này coi như là tôi đưa con bé đi du lịch vậy. Tiết Cường mỉm cười, được, vậy thì xin nên đón ông Tiết tới Giang Thành. Là mình mỉm cười. Tôi lập tức sửa soạn xuất phát. Tiết Cường nói xong bay tắt máy. Don, Lâm Minh cũng mỉm cười. Chủ tịch Lâm, anh thật sự quen Tiết Cường sao? Điều này không phải là do quá may mắn đó chứ? Tờ Chính cảm thấy kích động. Sao thế? Tiết Cường lợi hại lắm sao? Lâm Minh hỏi. Anh không biết sao? Người đó là một thiên tài đó. Ông ấy ở nước ngoài từng đoạt giải Nobel về vật lý, hơn nữa về lĩnh vực lượng tử cũng là người có chỗ đứng. Mặc dù đã tầm 40 tuổi nhưng thành tựu của ông ấy đã đủ vang danh lịch sử. Đây là một nhân tài mà nhiều tổ chức trong nước sức đầu mẻ trán không mời được đó. Xem ra tôi vớ được vàng rồi. Chủ tịch Lâm, anh thật may mắn, hơn nữa tôi cũng may mắn có thể cùng làm việc với người như vậy. Tôi tin rằng đồ của tôi sẽ gặt hái được rất nhiều điều. Tờ Chính kích động, hai mắt ánh lên vẻ kỳ vọng. Với một người như anh ta, thứ quan trọng nhất chính là tri thức. Nếu như vậy thì tôi hy vọng anh có thể mau chóng chuẩn bị, đợi Tiết Cường tới thì các anh lập tức làm việc. Thời gian của chúng ta rất gấp gáp, không được chậm trễ. Lâm Minh trầm giọng, chủ tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Tờ Chính vội chạy ra khỏi phòng họp. Là mình hít một hơi thật sâu, mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ chỉ còn đợi xem hiệu quả của súng laser đối với thằng đạo tôn giả mà thôi. Trên một tảng băng, một bóng hình đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thì tướng người này đã bị đông cứng. Lông thiên nga rơi xung quanh người này giống như tạo thành một lớp áo giáp phủ lên cơ thể. Lúc này có một người mặc áo bào đỏ lao tới. Bá kiến sư tôn, người này quỳ xuống. Sao rồi? Người đó đang từ từ mở mắt ra. Bẩm sư tôn, người chúng ta đã thăm dò thì biết Thần Lâm đang bí mật thành lập một đội, tiến quân tới đây,
cậu ta cũng đi theo, tầm 5 tiếng là sẽ tới thôi. Vậy sao? Rất tốt. Người đang ngồi đó cũng chính là Thần Tôn giả, đôi mắt ông ta lấp lánh, ông ta nói giọng khàn khàn. Nếu thể dục cậu ta tới đây thì là điều tốt nhất. Còn để ra tay ở Giang Thành sẽ rất dễ liên đới tới người dân. Tôi không phải là quan tâm tới Bắc Tĩnh, mà như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn, đánh động phía nhà nước, như vậy sẽ bất lợi với tôi. Có điều tên Lâm Minh này cũng biết điều đó. Cậu ta chịu tới thì tiền cho tôi. Nếu cậu ta không tới, chi ruột của ở Giang Thành thì tôi cũng sẽ tiêu diệt Giang Thành bằng mọi giá. Thần Đạo Tôn giả chờ đợi thế nhưng Lâm Minh không thực sự tới vùng cực hàn. Đồ quân mạnh cử đi cùng với anh thực sự chỉ là bức bình phong. Là mình cải trang cho một người cực giống với mình đi tới vùng cực hàn để lừa Thần Đạo Tôn giả và giúp anh kéo dài thời gian. Còn anh thì đội mũ lưỡi trai tới sân bay Giang Thành đi đón hai cha con Tiết Cường. Sau khi đón được họ, là mình lập tức đưa họ tới nơi ở tạm thời ở huyện Lý Phái, đồng thời đưa Tiết Cường tới phòng thí nghiệm của Từ Chính. Ông Tiết nghe danh đã lâu, Từ Chính vội vàng chạy tới nắm lấy tay Tiết Cường với vẻ kích động. Những thành viên khác cũng nhìn ông ta bằng mắt đầy sự sùng bái. Chào cậu, Tiết Cường chào hỏi, sắc mặt trông khá điềm đạm. Có vẻ ông ta chỉ nhiệt tình với mỗi Lâm Minh, thế nhưng Từ Chính không hề tức giận, với nhìn ông ta đầy vẻ tôn kính. Chúng ta nên bắt đầu việc chính thôi. Tiết Cường thay sang đồ làm việc, đeo kính bảo vệ mắt và lên tiếng. Được. Từ Chính chạy tới giúp đỡ. Nếu hai vị làm xong thì lập tức liên hệ với Mã Hải nha. Lâm Minh nói xong quay người rời đi. Tới tất giả, Từ Thiên, Mã Sát Hồng, Thần Hóa Thánh Nữ và Nguyên Tinh đều đứng bên ngoài đợi anh. Bên đó thế nào rồi? Đã vào vị trí rồi, đang tăng ca làm việc rồi ạ. Chúng ta cùng tới đó thôi. Chủ tịch Lâm, vậy ai bảo vệ Giang Thành? Từ Thiên hỏi. Cao thủ không thể nào điều đi hết được. Mặc dù Thiên Ma Đạo đã bị tổn thương nguyên khí, nhưng chẳng ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không làm gì. Thần Lâm, tôi ở lại giúp cậu bảo vệ Giang Thành. Tôi tất giả nói ra. Lâm Minh nhìn ông ta một lúc rồi gật đầu. Được, tôi tất giả nhờ cả vào ông vậy. Cậu yên tâm, có tôi ở đây, Giang Thành sẽ không sao hết. Tôi tất giả vỗ ngực. Chúng ta đi thôi. Lâm Minh phất tay, dẫn đoàn người lên xe tới sân bay. Mà Hải đã sắp xếp chuyên cơ đi tới vùng cực hàn. Sau 2 tiếng đồng hồ, máy bay đã đáp xuống một thành phố cách vùng cực hàn tầm 500 km. Mọi người ra khỏi sân bay, ngồi xe vào khu vực nằm giữa thành phố và vùng cực hàn. Bên ngoài thôn Trang, Lâm Minh cũng đang cứu người bày binh bố trận. Người dân thôn được Mã Hải cho rời đi. Cả thôn này bây giờ là người của dân Hoa hóa trang thành. Lâm Minh đội mũ tới khu vực phòng ngự. Lúc này có vài chiếc máy móc cỡ lớn đang làm việc. Một cái hố cực lớn được đào lên. Cần bao lâu nữa mới xong? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, với tiến độ hiện tại thì 2 ngày nữa là xong. Vậy sao? Vậy 2 ngày nữa cũng là lúc tính toán với Thần Hỏa Tôn giả rồi. Vùng cực hàn, Thần Hỏa Tôn giả vẫn đang ngồi chờ đợi. Tầng lớp tuyết phủ dày như nhấn chìm ông ta vào bên trong. Cuối cùng thì ông ta cũng đứng dậy hét lớn. Ta sao Thần Lâm vẫn chưa tới? Một đệ tử ở phía xa giật bắn mình, vội vàng chạy tới quỳ xuống. Bẩm Tôn giả, đệ tử không biết. Không phải là cậu ta đang trên đường tới đây sao? Tới đâu rồi? Nói cho ta biết. Cậu ta tới đâu rồi? Thần Hỏa Tôn giả chất vấn. Ông ta đã ngồi đây đợi 1 ngày rồi. Thầy lý mình nói là mình phải tới đây rồi mới đúng. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì. Thần Tôn giả bỗng có dự cảm chẳng lành. Thần Lâm chẳng phải loại tốt đẹp gì, ông ta đã được trải nghiệm điều đó. Có lẽ mình phải đích thân tới Giang Thành rồi. Thần Tôn giả lầm bầm. Ông ta cảm thấy không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Tôn giả, không được đâu ạ. Nếu tới Giang Thành mà là bị làm đến chuyện thì sẽ bị bên nhà nước để ý tới. Lúc đó e rằng sẽ rất khó kiểm soát cục diện. Người đệ tử vừa nói. Đó không còn là điều cân nhắc nữa. Tôi muốn định giết chết Thần Lâm ở đây, nhưng tên đó quá giả hoạt, lại nhiều mưu kế. Tôi lo là tình hình sẽ lại có sự thay đổi. Chỉ cần giết chết được cậu ta, đoạt lại từ tới Bạch Liên thì việc hy sinh đáng người ở Giang Thành cũng chẳng là gì, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi hết. Thần Tôn giả hừ giọng sau đó quay người rời đi. Tôn giả, lúc này có giọng nói khác vang lên. Thần Tôn giả khẩn bước, một bóng hình chạy như bay đáp xuống trước mặt ông ta. Bọn Tôn giả để tôi phát hiện ra tung tích Thần Lâm. Thật sao? Cậu ta ở đâu? Thần Tôn giả lập tức hỏi. Ở hồ băng cách đây 30 km. Nói về tức là cậu ta sắp đến đây rồi. Dành xuống dưới lập tức kích hoạt bẫy đợi cậu ta xa lưới. Thần Tôn giả khẽ quát, khuôn mặt để lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng người kia lắc đầu liên tục. Tôn giả sợ rằng vẫn chưa thể kích hoạt. Tại sao? Thần Tôn giả châu mày. Đám người Thần Lâm tới hồ băng thì không hề đi tiếp nữa mà đóng quân ở đó. Cái gì? Thần Tôn giả giật mình. Đóng quân ở đó sao? Chuyện quái gì vậy chứ? Theo lý mà nói, bọn họ phải tức tốc lao tới đây để ngăn cản ông ta đào thứ khắc chế với tình thế Bạch Liên mới đúng chứ. Tại sao lại kéo dài thời gian chứ? Trước cuộc Thần Lâm đang nghĩ gì vậy? Tôn giả, đệ tử không biết, nhưng những người mà Thần Lâm đưa tới lần này rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Cậu ta dẫn theo 7 người, mà 7 người này đều mặc áo giáp màu đỏ máu, tay cầm trường thương, trước ngực để có hình mặt trăng đỏ. Đệ tử cho người đi thăm dò thực lực của bọn họ
nhưng không phát hiện ra được gì. Trên người bọn họ không thể cảm nhận được khí tức, rõ ràng là giống như người bình thường, căn bản không thể đoán được thực lực. Người này nói tiếp, thần đó tôn giả nín thở, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Những người đó có phải trên vai đeo phù hiệu rồng, đầu cũng đội mũ giáp cao tầm 2 mét, trường thương trong tay cũng phát ra hỏa diễm màu đỏ đúng không? Thần đó tôn giả vội hỏi. Đúng vậy. Tôn giả sao tôn giả biết? Người đệ tử ngạc nhiên. Vậy thì đúng rồi. Thần đó tôn giả siết chặt đấm và bặm môi.